Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định League và Liverpool 22:30 ngày 12 tháng 9 vòng 4 Ngoại hạng Anh. Sau một mùa giải thi đấu như mơ thì League đang có dấu hiệu chững lại. Ở mùa giải Ngoại hạng Anh trước đó, The Big Cock tuy chỉ là một đội bóng mới thăng hạng nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 sau 38 vòng đấu. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Bielsa lại cho thấy một phong độ khá bấp bênh sau bao vòng đấu. Họ vẫn chưa lấy nổi một trận thắng sau khi để hòa 2 và thua 1. Vị khách mà League tiếp đón lần này là Liverpool, một kẻ đang đi tìm vị thế của mình. Trải qua bao vòng đấu, Liverpool đang có cho mình 7 điểm nhờ 2 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách đến sân của Elland lần này, The Cop sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vắng 3 trụ cột quan trọng trong đội hình vì bị cấm thi đấu đến 5 ngày. Lịch sử đối đầu giữa League và Liverpool trong quá khứ, hai đội không ít lần chạm mặt với nhau, nhưng trong 10 lần chạm mặt gần nhất thì League chưa từng thắng Liverpool bất cứ một trận nào. Thành tích tốt nhất của The Cop là 3 trận hòa, còn lại là 7 trận thua. Dự đoán kết quả trận đấu giữa League và Liverpool, tỷ lệ League và Liverpool 3/4, tài xỉu 3. Chuyên gia nhận định Liverpool âm 3/4. Dự đoán kết quả chung cuộc 2-0 nghiêng về Liverpool. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.